Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã đến với bản tin của TSM News, bản tin cập nhật nhanh nhất những tin tức trong ngày. Phát ngôn gây sốc, Zeros bị cấm thi đấu vĩnh viễn. Mới đây, người chơi đường trên của SBTC Esports là Zero đã có một phát ngôn thiếu suy nghĩ liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Kết quả là người chơi này đã bị ban tổ chức cấm thi đấu vĩnh viễn khỏi giải đấu VCS kể từ thời điểm hiện tại. Được biết, vòng bảng của giải đấu VCS mùa xuân 2021 đã chính thức khép lại. Những đội tuyển không lọt vào top 4 sẽ không có quyền tiến vào vòng playoffs mùa này để giành vé tới MSI 2021 tại Ireland. Trong đó, đội tuyển SBTC Esports viết tắt là SE đã dừng chân tại top 5 nên cũng sẽ không có cơ hội giành vé đến MSI 2021. Tuy nhiên, người chơi đường trên của đội tuyển này là Zeros đã có một phát ngôn gây sốc trên sóng stream của mình. Ráng chờ cho cái dịch này nó căng căng một tí thì cho cái giải Ireland này nó không đi được như mấy năm trước. Mặc dù sau đó thì Zero đã đọc nhiều bình luận của người xem, nhận thấy phát ngôn của mình là quá thiếu suy nghĩ nên đã giải thích, lục giỡn anh em ơi. Tuy nhiên, đây vẫn là một hành động khó có thể chấp nhận được của một game thủ chuyên nghiệp tại giải đấu Liên minh huyền thoại hàng đầu Việt Nam là VCS. Hậu quả là người chơi đường trên này đã bị ban tổ chức đưa ra án phạt chấm dứt sự nghiệp thi đấu Liên minh huyền thoại tại VCS cũng như Việt Nam. Nói chung, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói không thì chết oan. Và cảm ơn các bạn đã xem hết bản tin của TSM News. Và TSM News đã có phiên bản trên TikTok, bọn mình sẽ để link ngay bên dưới nhé. Và các bạn hãy nhớ ấn like và ấn theo dõi cho TSM News để cập nhật nhanh nhất những tin tức nóng hổi. Bây giờ thì xin chào và gặp lại. Bye bye.